đăng nhập FIFA ngày thanh trần 5 tháng 7, nhận ngay trang phục hỏa sư tối thượng, OMB thảm họa vĩnh viễn và cơ hội nhận full bộ M1014 chế tác. Chơi ngày thanh trần, nhận qua tấn bân. Mọi người có nhu cầu mua ạc liên quân, ạc FIFA giá rẻ thì hãy đến ngay với shop gaobet.com. Shop này do Gaobet đứng tên và chịu trách nhiệm hoàn toàn nha mọi người. Hello, hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của con Ngân. Hello, subscribe. Lại một mùa thẻ vô cực nữa mọi người ơi, lại phải tốn tiền nữa. Nhưng mà mùa này cô Ngân quyết định là sẽ dùng 30.000 kim cương để mà mua huy hiệu thẻ vô cực luôn. Mùa trước mình không có mua được nhiều mọi người, cho nên là mùa này mình quyết định là mình sẽ dùng thật là nhiều kim cương để mình mua. Do cái này gắn liền với bài rap Gaobet luôn đi cùng cô Ngân. Mấy thằng hỗn được chắc cô vô tâm. Cho nên là mình quyết định là sẽ mua thật là nhiều huy hiệu thẻ vô cực mùa này để đánh dấu một dấu ấn cô Ngân comeback nha mọi người. Thì bữa trước mình đã có đặt rồi, đặt thì sẽ mua trước mọi người. À, lần này mọi người nhớ là đặt trước, đặt trước thì sẽ được nhận đó là khẩu súng gì quên rồi ta, khẩu súng bắn tiền gì đó, có phải khẩu lụp đây. Mình đặt trước thì đã đó là súng điện ác ma, khẩu này rất là xịn sò luôn. Mùa này không biết có bạn nào không đặt trước không, đặt trước mùa này rất là lợi luôn mọi người. Thì mình đặt trước cho nên đã có 50 huy hiệu thẻ vô cực rồi. Thì đầu tiên mình sẽ vào thử coi là ai đang đứng top 1 nha mọi người. Huy hiệu thẻ vô cực, ui gió 3050. Ủa cái này là đã cập nhật chưa vậy mọi người? Ồ gió kinh vậy. Ui gió với miêu luôn mọi người. Ui xịn vậy ta. Ui 3050 luôn. Sao gió giàu vậy? Tiếp theo là miêu nha mọi người. Đúng là hai người hát hai quả rap về quyết tâm là đầu tư thêm đăng nữa. 709 thì mình có 30.000, thì không biết là mình mua được bao nhiêu huy hiệu đây. Cầu mong là sẽ hương gió và miêu nha mọi người. Thì đợt trước mình đã đặt trước rồi, thì mình đặt trước thì mình nhận được đó là tới bộ nữ luôn. Xịn thế, có áo nữ luôn mọi người. Áo nữ này có vẻ là sexy, đậu xinh á. Cây bóng chay, ui xin 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 nhận được. Ui skin xe này luôn. Trời ơi mùa này mọi người nên mua đi mọi người. Được được quá lơ. Trời ơi hai cái này là hai cái mà chắc mọi người rất là thích luôn á mọi người. Đặt trước là có hai cái cộng thêm cái súng mới nữa. Ôi mùa này Garena cho lợi thiệt. Được lỗ, được lỗ thế. Mấy cái này thì nói chung là bỏ qua đi. Nhưng mà mùa này công nhận là lợi thiệt luôn mọi người. Mình sẽ trang bị nhanh sim bộ này như thế nào luôn nha. Nhận phía trên này nữa mọi người. Mấy cái này hình như là mọi người khỏi cần mua thì cũng nhận được á. Quá trời đồ luôn. Ui mùa này ngon nhất là cái này mọi người. Trời ơi xe thính kỳ ngục nghe chất thế. Ôi được, ui bộ đồ cũng có vẻ là khá xinh. À hôm bữa mọi người, hôm bữa mình đi quay á thì mình thấy một chị cosplay nhân vật này rất là đẹp. Chị này kiểu ngực rất là to. Dạo này con Ngân chơi game nhiều quá cho nên là cũng nói tục hơi nhiều, nhưng mà tóc y chang luôn, tóc chị đó làm y chang nhân vật này luôn. Hình như có trên TikTok có đó mọi người, chị này khá là đẹp. Được, cosplay y chang nhân vật này luôn. Bữa đi quay bài rap á mọi người, có chị này cosplay á. Thì tiếp theo là mình sẽ mua full tới đây luôn nha mọi người. Thì sẽ tốn đó là tổng cộng là 3.200 kim cương. Ok, thêm huy hiệu, thêm 2.800 cái nữa. Ok, mua luôn. Ok, sau đó là mình sẽ nhận tất cả. Đầu tiên sẽ là đồ ăn cho bếp, vòng quay kim cương và một số thứ nữa. Chúc mừng ván lướt. Ok luôn.
trời ơi, có vũ điệu vậy nè. Quăng dây à, cái vũ điệu quăng 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 biến hình đó mọi người. Được, được lắm, để bữa nào mình sẽ quay TikTok một quả quăng dây biến hình. Được thế nhá. Quá, quá trời đồ luôn, chúc mừng. Hôm sát. Chúc mừng. Cái gì đây? Ván lướt tiếp. Và một cái đó là Mạnh Lập Phương đã chế tác, chúc mừng. Cái này là cái gì? Ba lô kỳ sĩ á. Ui, cái ba lô này nhìn xịn sò á. Ba lô này được đấy à. Chúc mừng. Nhân vật nam. Nhân vật nam, ủa này là cái gì? Mạnh thức tỉnh. Tràn đầy năng lực bí ẩn, có thể dùng để thức tỉnh nhân vật. Wow, được thế. Quả này được thật sự. Ờ, đầu tiên thì mình sẽ vào sưu tập và mình coi những cái gì mình đã có nha mọi người. Đầu tiên là hòm sát mới. Đây, quả hòm sát mới đây nha mọi người. Hòm sát năng lượng. Ba lô, quả ba lô này thấy là lạ thì mọi người mình sẽ trang bị luôn. Ba lô 1 là cái này, ba lô 2 và ba lô 3 nó áp sát người luôn. Tiếp theo là dù. Quả dù, đó là quả dù tận thế. Được rồi. Ván lướt có hai cái ván lướt mới luôn, một cái là ván khải huyền và một cái đó là ván chất độc. À, vũ khí cũng có cái mới hả? Ủa, vũ khí cũng có cái mới. À, vũ khí chắc là cái gậy á. Vũ khí chắc là nó ra cái gậy à. Mùa này họ không cho skin súng. Mùa này họ không cho skin súng mọi người. Cái gậy đâu? À, đây quả gậy xiên xích là cái mới. Ui, xe này là một quả xe rất là xịn luôn mọi người. Chắc chắn là mọi người phải mua thẻ vô cực mùa này đi. Ôi, quả xe. Và một cái hành động đó là hành động quăng dây biến hình. Trên TikTok cô Ngân thấy khá là nhiều. Đó. Ôi, cho vô đây luôn. Thay cho cái quăng dây nhở. Trang bị. Được thế. À, mình sẽ đổi nhân vật nam xem bộ đồ đẹp không. Nhân vật thay đổi. Thay đổi sang đây, quốc phàm. Tủ đồ. Ủa, bộ đồ đâu? Bộ đồ đâu? À, bộ đồ đây mình chưa mở. Trang bị nhanh. Hôm bữa cũng có một anh kiểu cosplay nhân vật này, hình như cái tóc không đỏ mọi người. Tóc anh đó hình như là cũng không nhớ. Chỉ nhớ mỗi chị gái thôi. Vậy vì có duy nhất một chị đó cosplay thôi. Nhiệm vụ bây giờ. À, sau khi mà mình mua full thì mình đang đứng xếp hạng bao nhiêu vậy mọi người? Huy hiệu thì vô cực đứng tới 25 luôn. Vậy là chưa có ai mua đó mọi người, cho nên là cô Ngân mới đứng 25 đó. Bây giờ mình sẽ còn lại là 28.000 kim cương. Mình sẽ quyết định là mua thêm nha mọi người. Được, được lỗ. Thêm huy hiệu tiểu vô cực. Ờ, lên. Trời ơi. Quả rác chất kiện sao mà không mua full được. Trời ơi. Để mình coi mùa trước mình mua bao nhiêu. Có 690 à. Trong khi đó hai mùa liền thì 1360 và 1233. Và mùa này mình sẽ quyết định là mình mua thật là nhiều. Mùa trước mình không mua mọi người. Hồi trước mình không có tiền. Mùa này mình hát quả rác xong là mình mình đây tiêu tiền mà lên. Trời ơi, các bạn thấy là các bạn là chết. Các bạn thấy quả này là các bạn ganh. Các bạn vào các bạn ganh cô Ngân chết luôn á. Mình nói nhỏ nhỏ thôi nha mọi người. Mình bình tĩnh thôi nha mọi người. Bình tĩnh nhấp từ từ thôi nha. Ờ, nhỏ nhỏ thôi các bạn nghe là các bạn vô các bạn là chết luôn. 16.000 kim cương. 16.000 kim cương. 18.000 kim cương. Còn 10.000 kim cương nữa lên. Ui ui ui. Lên anh ơi. Ui. Được thế nha. Ê. Ui. Chưa xong anh nè. Đậu xanh 28. Ui lố rồi. Lố. Ok. Á, à, cũng lố ta.
28.128 kim cương nha mọi người. Mua luôn nha mọi người. Một cú nhấp là hết 28.000 kim cương. 1.983 huy hiệu. Thôi 70 hộp. Mở không thành công, vui lòng tử lại sau. Nó lát luôn mọi người. Trời ơi, 70 cái nó bị lát luôn á. 10 cái đầu tiên nè, không ra cái gì hết nè, mở 10 cái tiếp theo nè, vẫn chưa ra cái skin xe. Đó, nó lát luôn, không mở được luôn mọi người. Nó lát luôn, con Ngân mua nhiều quá, nó lát luôn. Trời ơi, skin xe mình có rồi, nó lát tới nỗi mà mình mở nhiều quá nó lát luôn. Garena không cho mở luôn luôn á. Mở cái này, sau đó mình quay lại mình mở cái này. Được liền. Mua nhiều quá nó lát luôn rồi. Đâu rồi? Mình sẽ mở hết từng cái gói trong đây luôn nha mọi người. Đậu xanh đó, mình mở hết mấy cái gói trong đây luôn cho nó nhanh. Mở. Mở. Trời ơi, hình như là mình mở nhiều quá cái nó bị lát luôn á. Quá trời đồ mình chưa mở luôn mọi người. Kỳ vậy? Cái gì kỳ vậy? Mở hết mấy cái này ra luôn, để đây chật đồ hết à. Blem. 7 ngày nó bắt đầu lát lát rồi á. Còn 40 cái này luôn mới kinh chứ. Toàn máy quét luôn. Có bạn nào thiếu máy quét không, qua đây cô Ngân cho nè. Trời ơi máy quét mình nè. Máy quét không bao giờ đếm xuể luôn mọi người. 777. Trời ơi 1.000. 1.300. 230 và 510 ngày. Được đó nha. Để mình xem sau khi mà mình mua hết 30.000 kim cương thì mình đang đứng vị trí thứ mấy nha mọi người. Khu vực huy hiệu thiểu vô cực. Mình đang đứng thứ tư, mình vẫn đứng thứ tư. Ui, đem lại mua 3.954 thiểu vô cực luôn. Cái gì kỳ vậy? Mình vẫn thua. Trời ơi, đem lại mua 3.954 thiểu vô cực. Lão gió mua 3.050. Và Mildy Game là 255.000. Ôi, cái gì kinh vậy? Mình vẫn thua. Mình sạch túi nữa, sao mọi người giàu dữ vậy? Ok, clip của mình đến đây là kết thúc nha mọi người. Và mình tháng này mình tuyên bố là mình sẽ không có gì ăn. Mì mình cũng không có để mà ăn luôn. Mình viết sạch túi để mà mua thẻ vô cực mùa này rồi đó mọi người. Mọi người nhớ xem clip nhiều nhiều nha mọi người. Tại vì như mọi người thấy là clip của cô Ngân dạo này bị mất đề xuất, kênh YouTube bị mất đề xuất, rất là ít người xem luôn. Cô Ngân mong là clip này mọi người sẽ chia sẻ thật là nhiều để kênh cô Ngân có lại đề xuất để nhiều người xem hơn nữa. Hình như mấy bữa nay mọi người đang thi đúng không? Cho nên là cô Ngân cũng chúc mọi người thi thật là tốt. Mọi người ai xem clip này đều sẽ thi tốt hết. Chúc mọi người thi tốt nha. Ok, clip của cô Ngân đến đây là kết thúc. Hẹn gặp mọi người ở những clip và những buổi livestream tiếp theo. Bye bye, bye bye mọi người nha. Và sắp tới mình sẽ có những vlog về Đà Lạt nha mọi người. Bye bye.